Tất cả những gì mình biết về game này đó là một game thể loại Parkour nhảy nhót. Chúng ta sẽ bay nhảy trong tựa game này. Được nâng cấp đồ họa rất là nhiều so với cả phiên bản trước đây. Còn gì nữa không nhỉ? Cho mình được biết nữa thì cái game này khá là nặng nha các bạn. Vì nghe nói là những hiệu ứng bên trong nó được xây dựng rất là chi tiết. Cho nên là cái việc nó đòi hỏi cấu hình khá là cao, đặc biệt là ở phần RAM. Khi mà cái cấu hình yêu cầu của nó, cấu hình mà nhà phát hành muốn chúng ta có được cái phần hình ảnh tốt nhất ấy, thì nó yêu cầu RAM lên tới 16 GB. Thời điểm hiện tại thì RAM của mình chỉ có 8 GB nhá. Đấy. Đấy đây nhân vật chính chúng ta. Mới vào thế này thì nó hơi lộn xộn đúng không nào? Đây, nhân vật chúng ta đã lớn. Quả nhiên. Phần hình ảnh này mình nhìn thấy nó khá sắc nét các bạn ạ. Nhưng mà tại sao mình lại chưa được điều chỉnh cái setting nhỉ? Gì vậy? Đây là động tác khởi động của mấy chuyên gia Parkour à? Gì vậy? Thái độ gì vậy? Last day hả? Ngày cuối cùng. Có lẽ sau ngày này là cô ta được ra tù. It would be so easy. Personal freedom comes at a price. Come on, let's go. We got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served a 12-month sentence to which 9 months were added for several incidents of insubordination. Deemed ready for conditional release. Mọi thứ trông có vẻ rất là hiện đại các bạn ạ. If it was up to me. Policy exists to keep you safe. Mắt làm sao vậy? Vẽ cái gì vậy? Cái này mà nhà tù hay là trại cải tạo gì đó thì phải. If you do not find employment within 14 days, you'll be relocated to a Greenland facility. Do you understand these conditions? Nói xong chưa? Just get me out of here. Để tôi ra khỏi đây đã. Dressing rooms to the left, Leech. Nhưng mà chính chúng ta có vẻ khá là bướng các bạn. Rồi. Ra tù rồi. Gì vậy? Dogen sends his best. Enjoy your freedom. Tao được cảm giác tự do rồi. Run motherfucker, run. Đây là thế giới trong cái tựa game này đây. Được rồi. Rất là hiện đại các bạn ạ. Trong game này chúng ta sẽ có góc nhìn thứ nhất. Rồi, kệ nó. Mình sẽ lang thang một option trước. Control. What? À, cây building. E, ART, WF, ASD, Shift, Control, Space, F. Cho trái, cho phải, đấm nhau. Quick turn. Quick turn cái gì? Fuck. Bật Q nhé. Shift. Shift. Shift đâu đi. Map. Greatest URC. Nói cù lúa gì vậy? The fuck. Rồi, nói chung là đây là tất cả những cái nút cũng như là chuột sử dụng. Chứ nào, mình thấy thì nó cũng không quá là nhiều. Chỉ có ship nó cái gì nhỉ? Nín thở à? Hay là cái gì đó? Đại khái là vậy. Đó là về phần control. Gameplay không có gì đặc biệt. Đây rồi, video nào. Camera FOV. À, FOV. Cái này mình sẽ để 90 nhá. Brightness. FOV là cái góc quay ấy các bạn. Nhưng bạn nào chơi game FPS thì có lẽ các bạn sẽ biết tới FOV. Còn không, các bạn mà không biết thì các bạn có thể lên Google gõ FOV là gì thì nó sẽ giải thích rất là chi tiết. Còn mình thì mình không nắm rõ lắm. Mình chỉ biết tác dụng của nó là gì thôi. Resolution scale.
Resolution để 1.0. GPU memory. I put GPU memory than what is available and could complete the study of the game. Want to disable. Điên à? Qualis. Cái này là auto á. Hyper nữa à? Nếu mình để custom thì nó sẽ vào hyper. Có lẽ là cái card của mình khá là khỏe cho nên nó cũng gánh được cái RAM các bạn ạ. Card của mình là card 1050 Ti nhá. Motion blue enable. Điên à? Cái này phải tắt chứ. Rồi, thế thôi. Đây là tự động setting ấy, mình để phần custom ấy thì tất cả nó đẩy thẳng lên hyper. Hyper chắc là cái cao nhất, cao hơn cả ultra luôn các bạn ạ. Low là cái yếu nhất. Sẽ thế nhỉ? Mình nghe nói là game này nặng lắm mà. Ok, cũng được. Restart the game, vấn đề. Oh, ở đâu? Toàn cái lão quá. Rồi, bây giờ thì new game. Thôi, thế thì không new game nữa. Room game. Đây, đây là góc quay với cả FOV 90 các bạn ạ. Cảm giác nó hơi điêu nhỉ. Ờ, tròn quá. Đánh áo về là bao nhiêu nhỉ? 60 rồi đấy. Đây, áo về 60 rồi. Nhìn mọi thứ có vẻ là dễ hơn đúng không các bạn? Sao? Đánh, ôi, nó đánh mình rồi. What the fuck? Bình thường là chạy các bạn ạ, ship là đi chậm. Control là ngồi à? Spike là nhảy. Nó sao để treo Parker như bọn nó. Cái thế giới mà nhân vật chính chúng ta đang trải nghiệm này có vẻ bị kiểm soát rất là chặt chẽ các bạn ạ. Đi đâu cũng thấy cảnh sát. Đây à? Ok. I'm Icarus. Noah sent me. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Here, take this. I want to get off the streets. A beat link? But put it on. We need to get you connected and calibrated. I know Noah's eager to talk to you. Bạn sẽ tới nhân gặp nhân vật đó là Noah, Noah gì đó. Cái gì đấy? What the hell? Cái gì đấy? Hình như là một cái gì à? Cái trong mắt kỹ thuật số. Với cái trong mắt này chúng ta có thể tiếp nhận thông tin một cách nhanh hơn ở thế giới hiện đại này. Cái đó là gì nhỉ? Cái kính sắt tròng đúng không? Gắn vào trong mắt đấy. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Now they know you're gone. Time to get off the ground. Oh, đi đuổi rồi. Khi chúng ta tháo cái vòng tay ra thì nó sẽ bị báo động. Chuẩn đi đâu? Oh, thằng kia đâu ấy? À đây. Hả? Làm gì? Đây à? Cùi, nhảy cao vậy. Giữ Spike á. Nhưng mình giữ có được đâu. Giữ được đó. Ờ fuck. À được rồi. Tiếp theo là đi đâu? I'll go the other way. Meet you up ahead.
À đến cái điểm đấy thì các bạn hay giữ spec nhá. Đây, chúng ta đang bắt đầu tiến hành leo trèo. Ây ây ây, ngã đâu á? Gì vậy? Cái này đang theo dõi chúng ta các bạn ạ. Ơ, thôi xong rồi. Thanh niên nào đây? Cảnh sát à? Sao lại nút bấm giữa chuột đây? À không được, phải chỉnh lại thôi. Cái nút bấm giữa chuột này thì đánh nhau nó khó chết à? Cây binding, đây này, cái này các bạn. Ship à? Cái này mình sẽ thay bằng chuột. Cái này mình sẽ thay bằng chuột phải. Còn cái ship này thì mình sẽ thay bằng cái nút nào đó. Xem nào, nút R đi. Được rồi. Xếp back. Back. Sau đó thì quay lại back phát nữa rồi. Ok. Mày. Mày. Mày à? Mày à? Đấy, giữ chuột này dùng đánh nó khỏe hơn hẳn các bạn ạ. Ui, bẻ tay. Một phát đập vào mồm. Sợ chưa? Sợ chi chưa? Hả? Sợ chưa? À, nó quen. Kinh nhỉ, nhưng mà chúng ta leo trèo rất là khỏe các bạn ạ. Tông cửa. Map có vẻ được xây dựng rất là rộng. Chúng ta có thể tha hồ tung tăng chạy nhảy. Cơ chế giữ thăng bằng khá là vừa. Kinh không? Chạy trên tường luôn. Căng nhờ. Ôi ế, chết chết chết. Ôi á. Lại phát nào. Vậy. Khá là dễ các bạn ạ. Có vẻ dễ hơn Assassin's Creed. Và chúng ta sẽ lang thang trong cái đấy. Giữ spec sau đó nhả spec rồi bấm spec phát nữa là được. Oh shit. Run motherfucker. Thật. Nên là chúng ta chỉ chạy thôi các bạn ạ. Ê, ngã. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì? Hả? Cái gì cơ? Biết chị là ai không? Hả? Đi nha. Rồi, xong màn bay nhảy. Ô, thanh niên này từ đâu ra đấy? Nó vừa lộ từ đấy vào thì nó trèo từ đâu ra đấy? And now they know you came this way. Like I had a choice. Sure. We need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again. Keep them confused. Can you make it across to those pipes?
Vừa ra tù xong chúng ta đã có vẻ phạm tội rồi. Không tuân thủ luật pháp gì hết. À, skip được này. Giữ spec là skip nhé các bạn. Thằng kia lúc nãy nó nhảy từ ngoài vào, nó nhảy từ đâu vào đấy? Và phát. Ấn A T là nó hiện cái hướng dẫn các bạn ạ. Kinh không? Sổ ơi. Game mình leo trèo đỉnh kìa. Shit, ngã dầm mồm. Sao tắt cái vision only đi nhỉ? Cái gì à? Cái gì à? Mày hả bởi? Sợi rồi. Có lấy được cái dùi cui không ta? Nghe mày leo trèo có vẻ đá đấy. Hả? Ôi, giờ rồi. Tôi à, được rồi. Ê. Sao nó ngã sắp mà lìn đi nhỉ? Chạy không biết mệt mỏi luôn. Mình thấy kỳ quặc với cơ chế giữ thăng bằng à. Ây à. Ngã sắp mà lìn tiếp. Hả? À, đây là đâu? À, bên này. Cứ chào tiếp với nhé. Được rồi, đó là cái cơ chế gameplay của tựa game Mirror's Catalyst. Chưa nào, các bạn có thể download và tải game về trải nghiệm thêm nhiều. Mình nghĩ không biết là còn cái chức năng nào nữa không. Nhưng mà mình chỉ nghe nói là trong cái phần Catalyst này thì chúng ta sẽ không được sử dụng súng như ở phần trước đó. Chúng ta chỉ chăm chăm vào cái cơ chế bay nhảy và đồ họa hình ảnh của nó mà thôi. Được rồi, mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download cả cái tựa game Mirror's Catalyst. Chưa nào, chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.